Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì nhân dịp đọc cái tin trên báo nói rằng đừng để Tết trở thành một cái gánh nặng, thì tôi cũng muốn thông qua cái câu chuyện này kể cho quý vị nghe, và để quý vị kiểm soát toàn bộ cái thái độ, cái hành vi của mình, và nhất là kiểm soát để mình cảm thấy mình nhẹ nhàng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây thì vài ngày thì tôi đi tập hát ca đoàn. Thật sự ra là cái số lượng trong cái ca đoàn của chúng tôi thì khoảng chừng 30 người. Tuy nhiên rằng là tới ngày hôm nay thì đi tập chỉ còn khoảng hơn 15 người thôi. Thì hỏi ra mới biết là bây giờ Tết, và nhìn ai thì cũng cảm thấy bể bỏi, cho nên rất là cũng không biết. Và mọi người câu đầu tiên, Tết ơi là Tết. Thì trong cái câu chuyện của một cái vị độc giả của, thì họ bảo như thế này, họ bảo rằng là gia đình họ có 3 người và tất cả mọi thứ đều phải chỉnh chu. Mẹ của vị độc giả này thì theo cái chủ nghĩa gọi là chu đáo, chỉnh chu đến từng cm. Thứ nhất là nhà, thì nhà là phải tất cả phải quét dọn lau chùi từ trên xuống dưới, và quần áo thì lại phải tươm tất, cây cảnh, hoa dân thì hoa chân, hoa cúng thì phải là hoa là loại tốt nhất, mâm ngũ quả cũng là loại tốt nhất. Tôi nhớ vào những năm 2000 thì gia đình tôi có tổng cộng là 6 anh chị em, và những dịp xuân về thì cố gắng là mấy anh chị em là mua cái gì là loại tốt nhất, chân gọi là chân trái đu đủ thì ra ngoài lý ngay cái chợ thì trái đu đủ nào to nhất, mà mình cũng phải duy trì ở cái câu là gọi to mà phải bền mà phải rẻ, bằng cách là chọn cái trái đu đủ to mà gọi là đu đủ xanh. Nhưng quý vị và các bạn biết không, cái nhà cái ông hàng xóm và nhà của bạn tôi thì cũng chọn cái loại to nhất. Cho nên thực sự ra giá bình thường nó chỉ là ví dụ như là 5.000, bây giờ là đội lên là 15.000. Còn như quý vị và các bạn không, Tết thì gọi là cầu vừa đủ sai, thì lại là sung nữa. Cái chùm sung bình thường thì ở Việt Nam mình bán thì chẳng ai mua, nhưng mà tới ngày Tết thì bắt buộc phải có cái sung, trái sung, thì đem cái trái sung đó đem đi lên. Và cái gì bán vào mùa Tết, thậm chí là tôi nói cho quý vị và các bạn, cái trái đu đủ to thì bán có giá vì nó còn ăn được, những cái trái đu đủ nhỏ nhỏ gì vừa chưng cúng thì cũng bán được. Mắng cầu nữa quý vị, mắng cầu lớn, mắng cầu nhỏ, mắng cầu ta, mắng cầu tay đều lặt để mà bán. Cái nữa quý vị và các bạn, phụ nữ chúng tôi thì đủ thứ mọi việc, ngoài cái việc là cơm áo gạo tiền thì cũng phải chỉnh chu cho con cái, nào là từng cái đôi giày, từng cái quần áo mới. Thôi thì năm nay tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn, ngoài cái công việc để kiếm thêm cái thu nhập cho cả một năm, cho một cái sự sung túc, thì ngoài cái việc chuẩn bị những thức ăn, đồ uống để cho gia đình mình nó có sung túc, nó có ấm cúng hơn, đầy đủ hơn, thì quý vị và các bạn bớt đi những cái lo toan. Nói thật với quý vị và các bạn, mặc dù là làm cái vlog là Tết, đừng để Tết làm cái gánh nặng cho gia đình, nhưng thực sự bản thân tôi cũng có hàng trăm hàng vạn cái nỗi lo. Mỗi năm thì tôi phải về quê ở Kiên Giang, và như thế là tôi cũng phải chuẩn bị nào là quần áo cho con, quần áo mới, quà biếu cho các anh chị em, quà biếu cho mẹ, quà biếu cho các cháu, lì tiền lì xì cho các cháu. Như vậy là đủ chưa? Và đi chợ Tết vui lắm quý vị và các bạn, nhưng nếu mà mình không chuẩn bị đầy đủ
thì lỡ nó thiếu một 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 món và khi mà về ở đó thì mình lại không biết đi mua đi đâu và mua. Tôi nhớ có một năm tôi chuẩn bị và chuẩn bị chắc cũng khoảng ví dụ như quần áo nè, rồi tiền nong nè, bao lì xì nè, chuẩn bị chắc cũng khoảng là một tuần lễ để mình coi mình lên cái list danh sách cái nào đủ cái nào thiếu. Tuy nhiên là về tới thì cũng đã thiếu đồ. Thôi thì bây giờ chấp nhận như vậy. Và giống như năm rồi thì tôi dặn con của tôi rằng là con ơi, con phải nhà tôi thì là đạo Công giáo, có thói quen là đi lễ hàng năm vào sáng ngày mùng 1. Tuy nhiên rằng tôi dặn con là bây giờ con phải chỉnh chu, khi mà mẹ kêu dậy thì phải bật dậy liền, còn không thì con sẽ đi lễ vào chiều thứ chiều mùng 1. Tuy nhiên rằng là hai mẹ con đi thì đầu năm nó bảo rằng mẹ ơi, đang lễ nó bảo là mẹ ơi đau bụng quá. Thế là hai mẹ con cũng mất đi một cái sự nghiêm trang, một cái sự chỉnh chu, một cái sự cầu toàn. Thưa quý vị và các bạn, tôi cần lắm quý vị và các bạn một cái sự chỉnh chu, nhưng không phải là cầu toàn hết tất cả trong mọi tình huống. Và quý vị nghĩ rằng cái Tết để cho mình trở về hòa mình lại với trẻ thơ, mình thưởng thức cái đất trời, cái giao hòa của đất trời, và mình cũng hưởng cho cuộc sống riêng bản thân mình. Đừng vì một cái gia đình mà cái Tết để làm cho một cái vui thì không thấy mà trở thành một cái rất là buồn. Hôm qua hôm kia gì tôi có coi một cái quảng cáo một người phụ nữ cần lắm một cái sự chu toàn, và khi mà chị chụp hình thì chị lại và vô hình dung có một cái vật gì đó bay qua và tung tóe lên, và cả nhà vui lắm khi có một cái không khí Tết như vậy. Và tôi cũng sẽ áp dụng để Tết không làm cái gánh nặng cho gia đình, và tôi cũng cần cái sự chỉnh chu mang tính chất tương đối. Và quý vị và các bạn ơi, nếu quý vị và các bạn năm nay cái kinh tế nó không được như ý muốn thì mình ít lại một tí xíu, và năm nay mình sẽ đề ra những cái kế hoạch cho năm sau. Và năm nay nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn không có những cái áo mới để mà mình mua hàng hiệu, thì quý vị và các bạn hãy tận dụng những cái áo cũ cho con một cách tươm tắt, thêm một cái nơ, thêm một cái phối những cái đồ cho con. Đó là một cái niềm vui của một cái Tết xung vầy. Kính mong quý vị và các bạn đón nhận những cái chia sẻ của tôi với tư cách là một người bạn. Xin trân trọng cảm ơn.